Thằng chó, mày vào đến đây rồi thì đừng hòng cứng với các bố. Khôn hồn ý thì khai ra. Chỗ hàng của tao lấy ở khách sạn là của ai đưa cho mày? Mày lấy hàng ở đâu? Ngươi! Tao không biết. Cái gì? Tao mới đến khách sạn. Mày không biết á? Không biết này! Không biết này! Mày về đâu quân thằng Tuân? Dành địa bàn làm ăn với bọn tao à? Thằng Tuân phí mượn biên phòng bắt hàng của bố mày đúng không? Khai, các bố mày còn nhẹ tay. Nghe chưa? Tao không biết thằng Tuân là thằng nào hết. Bọn mày bắt nhầm người rồi. Mày làm bố mày lắm rồi đấy. Không biết này. Giờ có dậy. Giờ đã nói được chưa? Tao không biết. Không biết này. Mày ly à? Tao sai mày trụ đi bao giờ? Cứng quá nhỉ? Cứng nhỉ? Cứng nhỉ? Hôm nay bố mày cho đi tàu ngầm, tha hồ mà du lịch. Giữ lấy. Một tờ đã khó chịu rồi đúng không? Lần này tao cho mày 3 tờ để xem mày cứng được đến khi nào. 1 này, 2 này, 3 này. Tha hồ mà hưởng cái con này. 3 tờ này. Sao em mày còn hướng đến bao lâu? Tàu ngầm vui không? Mày đã chịu khai chưa? Tao không biết. Tao không biết thằng Tuân. Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ. Tao không biết. Không biết này. Treo nó lên. Lần này bố cho mày đi tàu bay. Thằng Tuân đâu? Khai! Tao không biết. Mày còn lì lắm. Để xem mày trụ vào đâu. Thằng kia bật điện. Hôm nay thì tha hồ mà đi tàu bay. Mày là ai? Mày từ đâu đến? Mày làm thằng Tuân lâu chưa? Khai không? Tao không biết. Tao không biết thằng Tuân. Tiếp nhá, khai chưa? Thôi, biết thật tốt rồi thằng nào. Vẫn ly à? Thôi, chết đấy. Đá nó xuống!
Anh à. Chúc mừng thí sinh đã trải qua phần thi một cách xuất sắc. Trước khi gặp ông trùm ấy, thì bất kỳ một thằng nào cũng phải trải qua bài kiểm tra. Và tất nhiên chú em không phải trường hợp ngoại lệ. Thế nào, bị đánh có đau không? Chết tiệt, đánh tôi nát bươm như thế này. Thế các người nghĩ tôi là ai mà kiểm tra? Thông cảm đi, tao ấy thì không vấn đề gì. Nhưng mà đại ca là người kỹ tính, cẩn thận, bảo là phải kiểm tra mày thật kỹ trước khi giao dịch làm ăn. Mà cái thời buổi này ấy, xảy ra một cái là toi mạng như chơi. Thôi dẹp đi, cảm thấy không tin nhau thì nghỉ chơi. Chúng đếch chỉ kênh, tưởng mấy người cầm góp hàng à? Còn mấy thằng cấm đều kia nữa, trẻ con này, tao bẻ gãy tay cho nó. Thôi, bỏ đi, toàn người của đại ca cả đấy. Mày cứ nghỉ ngơi cho lại sức, rồi tao đưa đi gặp đại ca. Không cần đâu. Nói với ông ấy, tôi không làm ăn gì nữa. Đàn ông cái đếch gì mà tự ái vặt. Đánh người ta te tua như thế này mà nói tự ái vặt à? Mày cứ nghỉ ngơi đi. À, đại ca nói chuyển cho mày ít tiền để tiêu vặt và thuốc thang. Không cần đâu. Cầm về đi. Gớm. Đại ca cho thì cứ cầm, lại còn chỉ nghiện. Thôi, tao về đây. À, tao có cử một em lên chăm sóc cho mày đấy. Em ơi, vào đi. Chào anh. Để em đỡ anh lên giường nhé.